Xin chào các bạn, hôm nay đang là buổi sáng thứ tư. Đoàn của chúng ta vẫn đang ở tỉnh Nam Định. Tôi đang phải ở lại để chờ các gia đình từ trong miền Nam ra. Đó là các gia đình mà chúng ta đã vào miền Nam. Khi chúng ta vào miền Nam để làm thì gốc của vấn đề nó lại ở tỉnh Nam Định. Cho nên tôi phải ở lại đây ngày nay và ngày mai để chờ họ sắp xếp công việc, họ bay ra ngoài này để xử lý cho dứt điểm. Chắc có một gia đình thì ngày chiều mai mới ra đến đây thì chắc phải ngày kia chúng ta mới di chuyển sang Thái Bình được. Đó là lộ trình công việc của chúng ta. Thưa các bạn, thời gian gần đây trên các cái phương tiện truyền thông và có một số bạn cũng nhắn tin hỏi tôi về người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh có thật hay không có thật? Và sự thực là như thế nào? Có yếu tố tâm linh gì ở đây hay không? Thưa các bạn, thực chất thì Mỹ là một nước tiên phong trong lĩnh vực vũ trụ và nghiên cứu các sinh vật, sự kiện, sự việc ngoài trái đất, và cũng là nước đầu tiên phát hiện ra các cái sinh vật lạ tạm gọi là người ngoài hành tinh. Cho dù chưa có một cái thông cáo nào gọi là mang tính chất cụ thể, thông báo cụ thể bằng hình ảnh hoặc là các cái văn bản. Hôm nay tôi xin tiết lộ một cái thiên cơ với các bạn về người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh có thật hay không? Tôi xin trả lời các bạn, khẳng định với các bạn là có thật. Người ngoài hành tinh tồn tại ở hành tinh nào? Cái này thì tôi không rõ, cho nên tôi không dám trả lời. Nhưng có một cái điều cụ thể như thế này. Chúng ta hãy lật lại vấn đề. Có những công trình trên thế giới. Những công trình gọi là những kỳ quan trên thế giới. Có những kỳ quan khoa học không thể chứng minh được cái năng lực con người có thể làm được. Và đó là có yếu tố của người ngoài hành tinh. Thực sự những công trình đó con người không thể làm được ở trong những cái thời điểm đó. Và đó có sự góp mặt, góp sức của người ngoài hành tinh. Mỹ là đất nước nghiên cứu về cái gọi là nó có một cái hội đồng NASA đấy, nghiên cứu ngoài vũ trụ từ rất lâu. Và những cái hình ảnh về người ngoài hành tinh cũng như các cái vật thể dạng đĩa bay xuất hiện ở Mỹ đầu tiên. Các hình ảnh được dò dỉ đầu tiên. Họ vẫn chưa thừa nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Cho dù những cái sinh vật đó người ta đã dựng thành phim. Hôm nay tôi xin giải thích cụ thể với các bạn người ngoài hành tinh được hình thành như thế nào. Chúng ta hãy lật lại vấn đề. Người ngoài hành tinh, Mỹ thì không dám công bố cụ thể. Vì thực chất, những cái sinh vật mà chúng ta gọi là người ngoài hành tinh, họ được tạo bởi những cái chất hữu cơ không có trong cái hệ thống hóa học, bảng tuần hoàn hóa học. Không có trong các chất trong hóa học, các chất hữu cơ hay cả các chất vô cơ trong hóa học, không có, không được tạo bởi các chất đó, kể cả các cái đĩa bay, cái chất tạo bởi đĩa bay không có trong cái bảng tuần hoàn hóa học. Người ngoài hành tinh
không có bộ phận sinh dục, không có nội tạng và không có não. Vì sao lại như thế? Tôi xin nói lại này, thông tin này là thông tin của tôi, đó là thiên cơ. Chứ còn chả có một cái đất nước nào, một thông tin báo đài nào đưa ra thông tin này cả. Vì đây là lần đầu tiên tôi tiết lộ cho nhân gian biết người ngoài hành tinh là như thế nào. Họ là một dạng vật chất nhưng không tồn tại trên trái đất. Họ chính là cái phần trung gian giữa tâm linh của thiên giới với vật chất của trần gian. Gọi là trung gian, hay chúng ta hay gọi là ngoài tam giới mà. Tôi hay dùng cái từ ngoài tam giới. Ngoài tam giới thì có nhiều, nó nhiều lắm. Nhiều những cái loại là ngoài tam giới. Thì trong đó có người ngoài hành tinh là ngoài tam giới. Họ là cầu nối giữa vật chất thực tại với tâm linh thiên giới. Họ nằm ở cái tầng giữa thiên và trần. Giữa thiên và trần. Cái dạng tồn tại vật chất này nó không có trên trái đất này. Nó không có trên trái đất. Cho nên trước đây Mỹ hay trong các bộ phim người ta có thể nó nói những cái điều này, này. Thực chất điều này là đúng. Không phải là hoang tưởng. Phim gọi là không phải phim viễn tưởng. Người ngoài hành tinh có thể đọc được suy nghĩ của người trần gian. Vì sao họ lại đọc được? Vì họ là trung gian giữa thiên và trần. Mà thiên thì luôn luôn đọc được suy nghĩ của trần. Luôn luôn đọc được suy nghĩ của trần. Đó là cái sự hình thành tất yếu để kết nối giữa hai cái thế giới. Một là thế giới thiên giới là tâm linh. Hai là thế giới vật chất, đó là trần gian này. Họ hình thành một cách logic. Và đương nhiên, vì nó sẽ có cái sự kết nối, nó phải có sự kết nối giữa trần gian, tức là đời sống hàng ngày, và tâm linh hiện hữu. Đó là sự kết nối. NASA đã nghiên cứu về các cái vật chất tạo thành đĩa bay hay là sinh vật lạ gọi là người ngoài hành tinh. Người ta không có được một câu trả lời cụ thể đâu. Vì các dạng vật chất đấy không tồn tại trên trái đất này. Họ không thể có câu trả lời cụ thể. Cho nên mãi mãi nó là trong cái tầm bí mật. Họ không có câu trả lời cụ thể. Mọi dạng vật chất đều phải cụ thể. Dưới dạng hóa học, lý học. Nhưng người ngoài hành tinh thì không tồn tại. Nằm ngoài quy luật. Nằm ngoài khoa học thực tại. Và thêm một điều nữa. Đó là đại diện của tâm linh. Đó là đại diện của tâm linh. Cho nên khoa học thì luôn phủ nhận tâm linh. Khoa học luôn phủ nhận tâm linh. Họ không thừa nhận. Mặc dù rất nhiều những cái sự việc hiện tượng nó chứng minh một điều rất cụ thể rằng có sự tồn tại của người ngoài hành tinh trên trái đất này. Nhưng họ vẫn chưa thừa nhận. Vì họ chưa chứng minh được sự tồn tại đó thông qua khoa học. Đó là tồn tại ở dạng vật chất nào. Họ chưa chứng minh được. Và hôm nay tôi tiết lộ cho các bạn. Thưa các bạn, nói chuyện này thì đây là vấn đề tâm linh. Tôi kể chuyện với các bạn thôi. Còn ai tin thì tin, không tin thì tùy. Vì tôi chỉ biết nói một điều rằng tôi biết mình đang làm gì và nói gì. Đã có rất nhiều cuộc chiến giữa thiên giới và người ngoài hành tinh. Họ có thể chống lại, họ ở tầng giữa, họ có thể chống lại trên,
chống lại suy nghĩ, họ có thể chống lại dạng vật chất, tức là ở dưới. Thực ra thì đối với trần nhân gian này thì người ngoài hành tinh, chúng ta chưa chứng minh được cái sự gây hại như thế nào cả. Người ta chưa chứng minh được sự tồn tại chưa, cho nên người ta chưa chứng minh được sự gây hại. Còn đối với tôi thì tôi chứng minh cho các bạn bằng góc độ tâm linh. Các bạn chú ý này, đó là trung gian giữa cái dạng vật chất trần gian và cái tư tưởng của thiên giới. Cái cơ thể của sinh vật lạ ngoài hành tinh nó không tồn tại ở các cái chất hữu cơ có trong bảng tuần hoàn, và họ luôn đọc được suy nghĩ của chúng ta, và họ vận hành các cái vật trần gian này bằng năng lượng thiên con người không thể làm được, không thể làm được. Kể cả những cái chúng ta gọi là đĩa bay, đó là một dạng công cụ theo kiểu nửa trần nửa thiên, không cụ thể. Nó giống như thế này này các bạn này, nó giống như rất nhiều người nhìn thấy hình bóng một cái vong linh, nhìn rất rõ, mọi sự tương tác rất cụ thể, nhưng nó không tồn tại ở dạng vật chất nào cả. Cho nên không, chính vì thế cho nên khoa học không chứng minh được sự tồn tại của tâm linh, nhưng nó vẫn luôn hiện hữu. Và công việc chúng ta đang đi làm đó là nó rất cụ thể. Tôi đang đi chứng minh sự hiện hữu của tâm linh. Và người ngoài hành tinh cũng thế. Thế còn họ có gây hại gì không? Thì các bạn yên tâm một điều như thế này. Thiên giới luôn kiểm soát mọi thứ. Cho nên các bạn yên tâm, sự tồn tại của họ không mang tính gây hại, cho dù đã có những sự đối kháng giữa người ngoài hành tinh với thiên giới. Nhưng tất cả mọi thứ thiên giới đều kiểm soát. Và tôi xin nói lại điều này. Đến như Mỹ, một đất nước có khoa học phát triển rất mạnh, nhưng họ chưa chứng minh được. Việc của tôi ở đất nước Việt Nam này là đi chứng minh cho các bạn sự hiện hữu của tâm linh. Và bằng những công việc của mình, góp phần hỗ trợ đất nước, làm sạch âm phần, thì các bạn hãy nhìn vào cái sự phát triển của đất nước để các bạn thấy được rằng công việc của đoàn chúng ta đang làm nó mang tính hiệu quả và hiện hữu như thế nào. Đây là một cái thông tin cũng mang tính thời điểm tôi mới tiết lộ cho các bạn. Trần gian này, cho dù ở Việt Nam hay phương Tây hay châu Âu, châu Mỹ, trong những năm tới, đợt trước tôi có hay nói là trong 20 năm tới, nhưng tôi xin đính chính lại, nó là trong 500 năm tới, sẽ là sự dẫn dắt của tâm linh. Tại vì sự gần gũi giữa tâm linh và đời trần này nó rất gần, tương tác rất cụ thể. Và càng cụ thể hơn nữa, đó là sự hiện hữu của người ngoài hành tinh. Sự hiện hữu của người ngoài hành tinh, đó chính là sự hiện hữu của tâm linh. Đó là câu trả lời của tôi về người ngoài hành tinh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.